Hello, xin chào quý bà con, cô bác và anh chị. Quay trở lại với kênh Gà Ta Miền Nam. Hôm nay quay chia sẻ cho mọi người cái con gà nòi, giống nòi cái gì đó, ông gì đó mình quên rồi mọi người ạ. Nòi miền Tây. Quay chia sẻ cho mọi người một ít nha. Hôm nay thì cũng còn ít thôi mọi người, sáng giờ mình bắt nhiều rồi. Đẹp lắm mọi người ạ. Tuyệt vời luôn mọi người. Cựa bé thôi, chân của nó này mọi người đã không mọi người ơi, chân đen này, sung lắm, ăn con mối à, ăn con mối. Mùa này là mùa của mối, mối quá trời luôn mọi người, mối đang bù quá trời luôn này, đẹp không? Đây, mối đang bù sống người rồi, cựa nhiều lắm, hôm nay nó dợt là hết rồi nên là gà nó bớt rồi mọi người ạ, gà nó bớt rồi nha. Giờ thì nó chỉ còn vài trăm mấy, 200 gì đó thôi mọi người. Sáng ngày mình bận quá, mình không có đi bắt, lúc đó mình không có quay cho mọi người xem được. Mọi người thông cảm nha, bữa nào có về nhiều thì mình quay chia sẻ cho mọi người nha. Bữa nay thì gà nó còn ít, không được đẹp mà nó mi nhon già lắm mọi người. Mi nhon nhon gà già lắm. Sáng ngày bắt nú cựa không á, này nú như thế này nè mọi người. Đó, sáng giờ bắt cựa như thế này chắc lắm. Thịt nó chắc vô đối luôn mọi người, già nè, dứt luôn chứ gì nữa mọi người, vô tình đó, đẹp không mọi người, già lắm nha. Đá dậy cơ, dậy à, cũng có cựa nhưng mà bé, quan trọng là giờ nó có bị bìu nỗ gì không, không bắt nào nỗ gì nó khỏi mắt đẹp lắm. Cái thằng gà này nó xuống rồi nha mọi người. Ai cần thì liên hệ qua mình nhá. Mình bắt mình giao cho gà đẹp không nhá. Cựa đẹp nhá. Bình thường thì mình không có giao nhá. Giao đẹp và lông óng như thế này nè. Là ok nè mọi người. Mình có cựa thêm thì càng tốt nha mọi người. Không có thì không sao nhá mọi người. Thì ai tin tưởng thì đặt. Dí nhau. Đấy, gà lông đẹp lắm. Sung nhỉ. Lông tuyệt vời luôn mọi người. Rồi cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại mọi người nhá. Xin chào mọi người ạ. Anh ấy sùng ghê ạ. Sùng quá trời luôn mọi người.